tỏ thái độ không? Bà nhìn cái gì hả? Không có là tôi còn đánh nhiều hơn đấy. Không thể nói được à? Hả? Lần sau bà phải ngoan ngoãn mà biết chưa? Tại sao tôi lại như vậy chứ? Bà nói xem nào, tại sao thằng con trai tôi nó lại không có tương lai tiền đồ gì thế? Nó không chịu học hành tử tế, nó lại đòi xin ra ngoài đi làm chứ. Mà sao chúng tôi vất vả như thế mà lại không bằng một phần gia đình nhà bà? Ông trời đúng là không công bằng gì cả. Mà bà nhìn tôi cái gì đấy hả? Bà nhìn cái gì hả? Ôi trời ơi, sao bà lại đi tiểu ra đây rồi á? Khổ ghê cơ. Cứ như là bà sinh ra để hành hạ người khác ấy. Cái gì? Bà ốm đau nằm một chỗ đấy, ăn ít uống ít thôi, không rồi lại đi đầy ra giường ấy, chỉ khổ tôi thôi. Cô Thương hôm nay không phải đi làm mà lại sang thăm bà. Chưa, cháu tranh thủ qua một chút thôi. Cháu mua một ít hoa quả, lát cô cho mẹ cháu ăn nhé. Cô để đấy tôi đi rửa rồi bổ cho bà ăn luôn. Mẹ, để con đút cho mẹ ăn nhé. Mẹ sao thế? Mẹ có điều gì muốn nói với cả con à? Con sẽ qua thăm mẹ thường xuyên nhé. Cô cho bà ăn hoa quả đi ạ. Cô vất vả rồi. Thôi cháu phải đi làm luôn đây. Cô chịu khó chăm sóc cho mẹ cháu nhé. Mẹ ơi, con đi đây mẹ nhé. Con chào mẹ ạ. Cô cứ yên tâm, đã có tôi chăm bà rồi. Anh đã mua cho em kem chống nắng, sản phẩm dưỡng da cao cấp của Rick Skin, có cả viên uống đêm da tảo sâm, toàn dược liệu quý, nào là tảo xoắn Spirulina, tảo lục Chlorella, Glutathione, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ, collagen giúp làm đẹp da, mờ vết nám, tàn nhang. Ngày uống 2 viên tảo sâm kết hợp với bôi kem chống nắng Rick Skin Sunscreen giúp bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, chống lại tác hại của tia UV, còn dưỡng ẩm, tăng đàn hồi cho da. Dùng thì nhớ đến anh nhé. Yêu em. Sao thế? Mẹ có điều gì muốn nói với cả con à?
Nước của bà đây, bà uống đi. À, bà thích tỏ thái độ với tôi à? Có phải là tôi hiền với bà quá đúng không? Bà thích tỏ thái độ không? À, tôi báo cho bà biết nhá, lần sau bà phải ngoan ngoãn mà biết chưa? Không có là tôi còn đánh nhiều hơn đấy. Đội cái này vào. Mẹ để cho mẹ cháu đội mũ thế này ạ? À, là thói quen người quê chúng tôi ấy mà. Người già mà ngồi điều hòa như thế này thì thường là lạnh đầu với chân, nên là tôi đội vào để giữ đỡ bị trúng gió. Vâng, thế cô ra lấy nước hoa quả vào cho mẹ cháu đi ạ. Mẹ. Chuyện này là thế nào? Tôi không biết ạ. Bà còn dám chối á hả? Tôi đã đặt camera để quay hết những gì bà làm rồi. Tôi xin lỗi cô, là tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa ạ. Bà dám hành hạ một người già yếu, không thể nói được à? Hả? Tôi xin cô ạ. Lúc mà mẹ tôi rơi nước mắt thì bà có tha cho mẹ tôi không? Tôi sẽ gọi cho công an để xử lý vụ việc này. Tôi xin cô đừng làm như vậy ạ. Tôi xin cô, tôi biết tôi sai rồi ạ. Xin cô tha cho tôi ạ. Tôi xin bà. Tôi biết tôi sai rồi, tất cả là do tôi hết. Tôi xin bà, xin cô hãy tha cho tôi ạ. Tại sao tôi lại như vậy chứ? Tôi xin cô. Tôi không trả cho bà một đồng, một cắt nào. Tôi không trả tiền cho bà để hành hạ mẹ tôi nhá. Bà cút đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt bà nữa. Tôi cảm ơn bà, tôi cảm ơn cô. Mẹ, không để cho ai làm mẹ phải khổ nữa đâu. Điều kỳ diệu mang tên